Kính chào chị em, trong chương trình kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái tăng điểm tốt khi dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các cái nhóm cổ phiếu để kéo tăng điểm tích cực. Trong giai đoạn thị trường hiện tại, việc anh chị em chúng ta ngồi im ôm cổ phiếu là cách kiếm lợi nhuận nhanh nhất thay vì việc chúng ta cứ nhảy nhót và mua bán liên tục. Và ngày hôm nay thì sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán đã trở lại vào trong một trạng thái bật tăng rất tích cực. Nổi bật chính là cái mã cổ phiếu của ARD khi kết thúc phiên trong một trạng thái là tăng kịch trần, và đây là một trong những cái mã cổ phiếu rất thành công trong cái dung khách hàng của em trong cái nhịp sóng này, khi cái khoản nhuận đối mã cổ phiếu của ARD đã khoảng là 25% rồi. Nhưng em vẫn báo trong cái dung khách hàng của em là anh chị tiếp tục nắm giữ vào cái mục tiêu trong cái giai đoạn hiện tại là 50% đối với cái mã cổ phiếu của ARD là khả thi, mà em còn dám chắc nó có thể lên đến 100% nếu như anh chị em chúng ta đủ kiên nhẫn để chúng ta nắm giữ những cái mã cổ phiếu. Và chúng ta cũng cần không cần phải đọc tin tức gì về những cái mã cổ phiếu như ARD các chị, bởi vì đến đúng ngày đúng tháng thì nó sẽ phải lên anh chị ạ. Và với cái mã cổ phiếu của ARD em đã phân tích với anh chị em chúng ta rất là nhiều trong những cái phiên ở trước, cái giai đoạn hiện tại của nó không khác gì cái giai đoạn ở cái tháng 4 của năm ngoái khi nó tạo ra được cái vùng nền tảng giá và nó có quá trình là test đáy trở lại. Và em chắc chắn là với những anh chị đón xem video của em xuyên suốt trong thời gian vừa rồi, anh chị đã mua được cổ phiếu của ARD trong những cái phiên lời trước, khi những cái dự báo của em về cái mã cổ phiếu ARD hay mã cổ phiếu CDS hay những cái mã cổ phiếu khác trong dòng chứng khoán em đã gửi trước anh chị em chúng ta rất là nhiều phiên lời trước đó, để anh chị em chúng ta chuẩn bị tiền, chuẩn bị cái kịch bản mua cho em. Và em còn khẳng định với anh chị em chúng ta một điều là sau nhóm ngành cổ phiếu banh thì nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán sẽ mang lại cho anh chị em chúng ta không phải một cây tím mà vài cây tím anh chị ạ. Và sau ngày hôm nay thì anh chị em chúng ta bắt đầu thấy được những cái khẳng định của em, những cái quyết đoán của em trong cái việc chúng ta đưa ra nhận định nó đã đang đi đúng hướng anh chị nhá. Và nếu như thực sự anh chị xem video của em nó đã mang lại những cái giá trị cho anh chị em chúng ta thì anh chị em chúng ta đừng tiếc gì một cái like cho cái video ngày hôm nay của em rất là cảm ơn anh chị em chúng ta để em biết được rằng là những cái chia sẻ của em nó thực sự mang lại cho anh chị em chúng ta cả những cái khoản nữa trong cái quá trình anh chị đầu tư. Và em tin tưởng rằng dòng cổ phiếu chứng khoán sẽ là cái dòng cổ phiếu mang lại cho anh chị em chúng ta cái khoản lợi nhuận tốt nhất trong tất cả các nhóm ngành trong cái sóng này. Nên đó lý do vì sao mà anh chị em chúng ta đã mua được những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán rồi, anh chị em chúng ta hãy tiếp tục nắm giữ thật là chắc cho em. Bây giờ chỉ có mua thêm vào thôi chứ không nên bán bất kỳ một cái mã cổ phiếu chứng khoán nào ra cho đến khi em thấy được dấu hiệu xấu em báo với anh chị em chúng ta. Anh chị nhớ cho em điều như vậy anh chị ạ. Và đó cũng chính là một cái lý do tại vì sao trong những phiên trước em tiếp tục báo chị trong cái dung khách hàng của em mua vào những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán để tối ưu cái nguồn vốn, bởi vì nó có thể mang lại cho chúng ta khoản lợi nhuận tốt nhất thì chúng ta nên tập trung vốn vào những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán. Và đến ngày hôm nay thì tất cả những cái mã cổ phiếu đó về rồi và đều trong cái vị thế rất là an toàn, bây giờ có bất kỳ một cái biến gì đều có thể xử lý ngay được anh chị nhá. Đó là những cái mã cổ phiếu trong cái phiên dịch của ngày hôm 26 tháng 3 ấy, anh chị em cháu có thể biết được là thời điểm đó thị trường chúng ta vẫn đang có những cái sự rung lắc, và em đã chia sẻ với anh chị em ta là dòng cổ phiếu của chứng khoán nó có khả năng gì, nó sẽ có khả năng test lại đấy và nó vòng cung lên bên trên. Thì ngày hôm đó em có chú ý với anh chị trong dung khách hàng của em ba mã là SD này với cái mã cổ phiếu của ARD. Tất nhiên là những cái vùng giá này nó có thể có một số mã nó không về đến đó được, nhưng nhiều anh chị đã gì mua ngay thời điểm đó ở ngay đầu phiên chiều và đã có gì kết quả, chẳng hạn như con cổ phiếu ARD ngày hôm đó có nhiều anh chị mua ngay ở thời điểm đầu phiên chiều và sau đó thì đến ngày hôm nay có một cái cây tăng trần, hay cả những con cổ phiếu như VIX mua vùng giá khoảng 20.3 nhưng chị mua vùng giá 20.4, đến ngày hôm nay thì nó vẫn đang có những cái vị thế rất là an toàn khi mà cuối phiên ngày hôm nay vẫn đang trong một trạng thái tham chiếu. Hay con cổ phiếu của SD, thậm chí nếu như mua ở thời điểm đó thì đã có hai cây tăng điểm và hiện tại khoảng từ 2-3%. Anh chị ạ, đấy thì nhìn chung là những cái vị thế mua trong ngày hôm đó về đều đang rất an toàn. Và con cổ phiếu ARD anh chị ạ, đây là một con cổ phiếu em cực kỳ yêu thích, đó lý do vì sao mà không một nhịp nào mà em bỏ qua con này, và đó lý do hôm trước em vẫn bảo chị là có thể là chú ý và lấy tiếp tục 20% vị thế đối mã cổ phiếu của ARD anh chị nhá. Hay là đến cuối phiên thì em bảo là anh chị lấy tiếp con cổ phiếu FTS cho em, mã cổ phiếu FTS là lấy cái điểm đây, sau khi nó có một trạng thái vòng cung lên bên trên thì đối mã cổ phiếu FTS thì nếu như trong một điều kiện tốt với cái phiên mồi tiền ngày hôm nay, ngày mai nó mà tăng tiếp ấy, thì anh chị em trong cái dung khách hàng của em tiếp tục sẽ sở hữu được một cái cây tăng mạnh đối mã cổ phiếu FTS anh chị nhá. Và với cái một cái vị thế mua đây thì nó rất là an toàn rồi, hàng về rồi anh chị nhá. Hay kể cả trong những cái phiên giao dịch trước là những cái thời điểm mà em báo mua cổ phiếu SNS, báo cả trong cái dung khách hàng của em thì hiện tại cái khoản nợ đối mã cổ phiếu SNS anh chị biết bao nhiêu phần trăm rồi chị, mua từ điểm đây và hiện tại khoản nhuận đã khoảng là 6% 8% rồi chị nhá. Và một cái mã cổ phiếu khác chính là con cổ phiếu của ORS thì em bảo lấy trong hai phiên dịch đó, lấy trong phiên dịch của ngày 25 tháng 3 và lấy trong phiên dịch của ngày hôm 26 tháng 3 là lấy cho đủ hàng anh chị nhá. Thì đến ngày hôm nay đến chị em chúng có thể nhìn thấy được là con cổ phiếu ORS đã có những cái trạng thái vận động tương đối là tốt, khi mà đã có một quá trình là cân bằng ở đây rất là tốt rồi. Và anh chị em ta nhìn thấy ở đây gì không, rất dễ con cổ phiếu ORS trong phiên dịch của ngày mai nó nếu như được thị trường ủng hộ nó sẽ có một trạng thái bật tăng, bởi vì nó có quá trình anh chị nhìn thấy một lần test này, hai lần test này, ba lần test rồi chị nhá. Nó giống như con cổ phiếu của FTS đây chị nhá, nó giống như con cổ phiếu FTS đây chị, đây đây là bao nhiêu, một lần test này, test này, hai giảm xuống test ba, lần thứ ba test
và có khả năng ngày mai nếu như tốt con cổ phiếu ORS nó có thể khả năng để vượt qua vùng cản đây để nó bước vào nhịp sóng tăng. Và hiện tại nhiều anh chị em ta đang thấy nó hình thành mô hình rồi, có thể cốc tay cầm nhẹ đây và anh chị em ta thấy được cái trạng thái vận động của nó trong những phiên giao dịch gần đây, tăng với khối lượng cao và giảm với khối lượng thấp, và đây là một điều rất là tuyệt vời chị nhé. Và con cổ phiếu của SAS cũng là như vậy, nếu như ngày mai chỉ cần con cổ phiếu của SAS và con cổ phiếu của ORS nó bật tăng một kênh thôi là xác định sóng này, anh chị trong cái dung khách hàng của em là ăn trọn con sóng của nhau chứng khoán với tất cả các mã, bởi vì kể cả những cái mã cổ phiếu SD em đã cho anh chị trong cái dung khách hàng của em mua từ thời điểm đây anh chị nhé, mua giá 34 và đến thời hiện tại em vẫn đang nắm giữ và hiện tại nó lên đến khoảng 12-13% rồi đấy. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn ôm nắm giữ những cái mã cổ phiếu khi đã có vị thế tốt rồi thì nó chỉ cần tăng lên bên trên vị thế tốt là chúng ta sẽ cảm thấy rất an toàn. Nhưng con cổ phiếu SAS bây giờ chấp nó một cây sạc không vấn đề gì anh chị nhé, bởi vì cái khoản lợi nhuận ở đây đã là 8% rồi chị, 8% rồi thì chúng ta lỗ ngược kiểu gì anh chị. Đấy là cái điều tuyệt vời nhất trong cái sóng này, em đã làm cho anh chị trong dung khách của em là bắt đúng cái dòng cổ phiếu mạnh nhất và hiện tại những vị thế rất là an toàn, và chúng ta sẽ kỳ vọng vào những cái cây tăng trần tiếp theo của những cái mã cổ phiếu khác trong ngành cổ phiếu chứng khoán anh chị ạ. Có phải là mấy phiên giao dịch trước tất cả nhà đầu tư chúng ta đều chú ý những ngành cổ phiếu bất động sản của anh chị, ai cũng chú ý những ngành bất động sản, và rất nhiều ý kiến cho rằng là những ngành cổ phiếu của chứng khoán nó bị yếu rồi, nó không còn cái động lực để tăng giá nữa. Những cái quan điểm em thời điểm đó khác với những cái quan điểm đó anh chị, em chia sẻ với anh chị em ta là bây giờ anh chị em chúng ta phải nhìn nhận trước cho em những cái nhóm ngành cổ phiếu nào nó đang tích lũy trở lại, đang cân bằng trở lại thì chúng ta phải chú ý những cái nhóm ngành cổ phiếu đó để anh chị em ta mua, chứ chúng ta không phải chú ý đến những cái nhóm ngành cổ phiếu đã tăng rồi. Và anh chị em ta thấy được ngày hôm nay anh chị mua ở cổ phiếu bất động sản trong vài phiên trước thì nó đang chứng lại hết, nhưng những cái mã cổ phiếu chứng khoán khi mà chúng ta mua ở vài phiên trước thì đến ngày hôm nay chúng ta có những thành quả, anh chị không ăn được nhiều thì anh chị em chúng ta cũng đã có những khoản của mình rất là an toàn và nó sẽ tiếp tục mang lại cho anh chị em ta trong những phiên tới. Anh chị nhắc anh chị nhớ rằng không phải một cây tăng trần đây đâu, có thể là thêm một cây hai cây nữa. Anh chị nhìn cho em con cổ phiếu AR trước này, cái giai đoạn đây nếu như thực sự nha anh chị nhá, nó giống như cái giai đoạn trước đây của nó khi nó tạo xong cái nền tảng giá ngắn đây thì nó phi cho anh chị em chúng ta nhìn cho em một cây tăng trần này, ngày mai thì đỏ này, tiếp tục một cây tăng trần anh chị ạ, sau tiếp tục một lòng hoàng đây này, ba cây tăng trần anh chị ạ, ba cây tăng trần và sau nó mới tạo ra một quá trình là sideways đây để nó tiếp tục đi lên. Và từ cái quá trình đây anh chị có thể nhìn thấy được khi đạt đỉnh đây chúng ta đo cho em nó tăng bao nhiêu, 99%, tức tăng 100%, tức là cái khoản lợi nhuận nếu như anh chị trong cái dung khách hàng của em tiếp tục cầm nắm nó không chỉ là 100%, có thể hơn cái khoản đó chị nhá. Đấy thì anh chị em ta có thể thấy được là khi mà chúng ta mua đúng cổ phiếu ôm nắm giữ chúng ta đã có những cái thành quả cho mình. Và có rất nhiều anh chị trong khi mới tham gia vào cái dung khách hàng của em ấy, em nói với anh chị thời điểm đó khi em mới khuyến nghị con cổ phiếu AG đỏ hay con cổ phiếu CTS thời điểm đó được khoảng 15%, hỏi em là có chốt hay không thì em bảo anh chị cứ nắm giữ đi, anh chị hãy kỳ vọng cho em 100%. Nhiều anh chị không tin thời điểm đó mà chị, bởi vì anh chị trước đây đều tiếp cận với những hệ thống là chị cứ mua xong anh chị về bán, cứ mua về bán liên tục và chúng ta ăn được rất là nhỏ. Nhưng khi mà em đưa ra quan điểm đó anh chị không tin, nhưng bây giờ chị đã thấy tin chưa, chúng ta đi được một nửa quãng đường rồi, chúng đợi 25% rồi thì sắp 50% rồi anh chị nhá. Đấy thì chúng ta sẽ làm sao rèn luyện cái tư duy đó cho em, tư duy của những người làm giàu từ thị trường chứng khoán là chúng ta phải ăn to, chúng ta sẽ không ăn nhỏ anh chị nhá. Đó là cái điều mà anh chị phải lưu ý trong cái sóng này cho em, tiếp tục nắm giữ những cái mã cổ phiếu. Và hiện tại anh chị em ta cũng đang chê con cổ phiếu này yếu nhá, ví dụ chị có phải nhiều anh chị đang chê con cổ phiếu X này yếu không chị? Rất nhiều anh chị đang chê con cổ phiếu X yếu sau khi nó có một cái bật tăng rất là mạnh trong phiên dịch ngày 22/3. Nhưng khi mà người ta chê yếu thì đó chính là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ tìm kiếm những điểm gia tăng. Nếu như thực sự con cổ phiếu X sẽ cho chúng ta những điểm mua trong những cái phiên dịch tới, mấy phiên nữa nó kéo tăng mạnh là rất nhiều anh chị em chúng ta sẽ khen. Và đối với em, mã cổ phiếu X hiện tại nó vẫn đang rất ổn và bản thân em chưa bán bất kỳ một cổ phiếu nào của con cổ phiếu X, em vẫn đang nắm giữ full tỷ trọng với mã cổ phiếu X. Anh chị nhá. Đấy thì anh chị em chúng ta khi mà ai cũng chê thì đó là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ nhìn nhận ra cho em những cái con cổ phiếu như thế nó sắp cho chúng ta điểm mua để chúng ta sẽ mua gia tăng. Và phần sau em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta cách mua đối mã cổ phiếu gấp trong những cái phiên giao dịch tới và những cái mã cổ phiếu khác đang sắp sửa cho chúng ta điểm mua, sắp sửa có thể mang lại cho chúng ta những cây tăng trần, những cây tăng mạnh để anh chị em có thể là lưu ý chú ý cho em trong những cái phiên giao dịch tới. Anh chị nhá, đây là thị trường của cơ hội và là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ chớp lấy trước khi có nhiều dòng cổ phiếu sẽ bước vào một nhịp sóng tăng nước rút trong những cái phiên giao dịch tiếp theo. Và nếu như anh chị em chúng ta chưa biết nên mua những cái mã cổ phiếu ra sao để chúng ta không bị bỏ lỡ cái nhịp sóng này của thị trường chúng ta, anh chị thấy cái phương pháp đầu tư của em và anh chị em chúng ta phù hợp với nhau, và có thể là anh chị em ta xem kênh của em một thời gian, anh chị có thể mua những cái mã cổ phiếu chia sẻ trên video và có những khoản lợi nhuận rồi thì anh chị em chúng ta có thể là tham gia lại với cái dung khách hàng của em để ủng hộ cho em, để em có thể giúp anh chị em chúng ta có thể không phải chỉ trong cái con sóng này mà có thể trong những con sóng tới chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm cho mình những cái siêu cổ phiếu trên trường. Và hiện tại anh chị và em cũng sẽ cơ cấu lại danh mục cho anh chị em chúng ta để chúng ta sẽ mua được những cái mã cổ phiếu tốt ngay chị ạ. Bởi vì có thể thị trường của chúng ta tuần này hoặc tuần sau sẽ cho chúng ta điểm mua, nhưng có thể sang tuần sau nữa thị trường sẽ bước vào nhịp tăng mạnh thì chúng ta sẽ hết cơ hội để chúng ta mua được những cái mã cổ phiếu tốt ở những vùng giá tốt anh chị nhá. Đấy thì chị cứ tham gia vào sớm thì em sẽ cơ cấu lại danh mục và sẽ cho anh chị em ta những cái điểm mua. Đấy, rất nhiều anh chị vừa mới tham gia
dùng ngân hàng của em thôi, nhưng em đã bắt đầu cho những cái điểm mua và bây giờ vị thế rất là an toàn rồi. Đấy thì chúng ta ít nhất là chúng ta không bỏ lỡ cái nhịp sóng này của trường chúng ta, anh chị ạ. Và anh chị em có thể là tham gia với dung khách hàng của em, thì cái dung khách hàng của em thì anh chị em chúng ta có thể là gì ạ, cái dung khách hàng của em thì anh chị em chúng ta hãy cái dung cộng đồng của em thì anh chị em chúng ta có thể là tham gia cho em một, là anh chị em chúng ta hãy tham gia ở cái phần bình luận của video đây. Hai là anh chị em chúng ta sẽ tham gia cho em ở cái phần mô tả video, và anh chị em chúng ta sẽ nhập cho em mật khẩu là 12456 để em duyệt cho anh chị em chúng ta nhé. Thì cái đường link em để ở đây anh chị này. Đấy, hay là anh chị nhìn xuống ở bình luận video có ghi phần đầu tiên đấy, thì anh chị em chúng ta tham gia đấy cho em. Hoặc anh chị em chúng ta đang có nhu cầu ứng tuyển nhân sự tại công ty chứng khoán VPS thì anh chị có thể là xem cái video ghi đầu tiên trên kênh của em đấy. Thì anh chị hãy xem kỹ cái video đây để anh chị em chúng ta cảm thấy phù hợp thì anh chị liên hệ để tham gia cùng em. Với cái mức lương của anh chị em chúng ta đánh giá nó sẽ không có giới hạn cho anh chị em chúng ta đâu. Và anh chị em chúng ta nhớ like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho những cái chia sẻ của em anh chị nhá. Nếu anh chị biết đến kênh của em lần đầu tiên thì những video tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ là người cập nhật đầu tiên. Bây giờ sẽ phân tích chi tiết của anh chị em chúng ta về cái mặt thị trường sau phiên dịch của ngày hôm nay, nó đang có cái vận động ra sao và chúng ta sẽ cần hành động ra sao trong những cái phiên dịch tới anh chị nhá. Thì đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào mặt điểm số rồi em. Thì về mặt điểm số thị trường của chúng ta ngày hôm nay nó có một trạng thái là tăng nhẹ 7,09 điểm, tương tăng 0,55%, và thị trường đóng cái mốc 1290 điểm ở đây. Về mặt điểm số đây chị có thể thấy được là thị trường ngày hôm nay đóng phiên đúng ở cái vùng đỉnh ở cái cây giao dịch của ngày 22 tháng 3. Tuy nhiên thì anh chị có thể nhìn thấy được là khối lượng giao dịch ngày hôm nay nó lại không đáp ứng được, tức là nếu như để thị trường cho có thể vượt qua thì ít nhất khối lượng nó phải cải thiện hoặc nó phải tương đương như vậy thì thị trường mới có xác suất bật tăng qua một cách là diện một cách là thuyết phục hơn. Nhưng ngày hôm nay thị trường nó vẫn chưa đạt cái vùng đó, nên đó cũng chính là lý do vì sao thị trường nó chưa thể vượt qua vùng cả khoảng 1290 điểm ở đây. Đấy, nên với cái việc thị trường của chúng ta chưa vượt qua một cách quyết liệt cái ngưỡng cản 1290 điểm do yếu tố khối lượng nó cũng chưa thực sự là đồng thuận đây, thì có thể thị trường của chúng ta vẫn có kịch bản sẽ quay trở lại và test trong một vài phiên sắp tới, nếu như muộn nhất là trong phiên ngày mai hoặc là phiên ngày kia, tức là phiên ngày mai là phiên thứ 6 ạ. Có thể là phiên giao dịch của ngày mai hoặc là phiên thứ 2, nếu thị trường tiếp tục đi ngang đây thì xác suất thị trường sẽ quay trở lại test rất là cao, bởi vì khi thị trường đi ngang quá lâu chứ, khi thị trường đi ngang quá lâu nó sẽ có những cái giúp cú rút bỏ. Khi thị trường đi ngang quá lâu sẽ có những cú rút bỏ. Đấy, khi thị trường đi ngang quá lâu sẽ có những cú rút bỏ. Đấy, tức là nếu như thị trường của chúng ta tiếp tục đi ngang từ bây giờ thứ hai thôi mà nó không có cái động thái vượt lên thì có thể thị trường sẽ bắt đầu có những cái cú rút bỏ xuống bên dưới. Đấy là về mặt thị trường nhá. Thì thị trường của chúng ta nếu như trong phiên ngày mai, phiên ngày thứ hai mà nó không vượt qua ngay cái ngưỡng 1290 với dòng tiền vào mạnh ấy, thì có thể thị trường của chúng ta sẽ có những cái nhịp rũ bỏ xuống bên dưới để test trở lại cái ngưỡng khoảng 1260 điểm bên dưới anh chị nhá. Còn nếu như dòng tiền tham gia quyết liệt đi thì ngày mai đi phải kéo tăng mạnh ngay và vượt qua ngay ngưỡng khoảng 1290 điểm thì có thể thị trường sẽ xác nhận tiếp tục bước vào một cái nhịp tăng điểm tiếp theo anh chị nhá. Thì nhìn chung đối với kịch bản thị trường sẽ như vậy, kể cả thị trường của chúng ta có rũ bỏ trở lại nhá, đi ngang đây sau đó nó có rũ bỏ trở lại test đáy thì đó lại là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ mua những cái mã cổ phiếu ở những cái vùng giá tốt trên thị trường, chứ đó không phải là cái rủi ro cho anh chị em chúng ta. Anh chị hiểu cho em cái điều như vậy nhá. Đấy, thì nếu thị trường có test trở lại không phải là vấn đề gì cả, chúng ta vẫn có thể mua, hoặc thị trường chúng ta tiếp tục kéo lên thì anh chị em chúng ta vẫn có thể mua cho em. Nhìn chung là đối với cái xu hướng thị trường hiện tại đánh giá là ổn được chưa, em vẫn đánh giá thị trường đang rất là ổn. Và anh chị em chúng ta, việc của chúng ta là gì, tập trung vào các lớp cổ phiếu tìm kiếm những điểm mua cho em, chọn đúng những cái dòng cổ phiếu mạnh cho em đấy anh chị em và mua, thì chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái vốn của mình trong cái sóng trend. Chúng ta đừng đánh những cái mã cổ phiếu, hãy cơ cấu cái mã cổ phiếu yếu đi, bán những cái mã cổ phiếu yếu đi và chọn vào những cái dòng cổ phiếu mạnh cho em khi nó vẫn còn đang còn cơ hội cho chúng ta mua anh chị em. Chúng ta phải chớp lấy những thời cơ như vậy. Và giống như ngành cổ phiếu chứng khoán, dù ai nói gì chăng nữa, em đánh giá chứng khoán sẽ là những ngành cổ phiếu mang lại khoản lợi cao nhất cho anh chị em trong sóng này anh chị em. Và sau sóng này em sẽ sâu với anh chị em chúng ta những cái mã cổ phiếu đang cầm và cái tỷ lệ lượng mang lại là bao nhiêu với những cái mã cổ phiếu như ARG hay những cái mã cổ phiếu như CTS này. Tất cả những cái mã cổ phiếu em chia sẻ với anh chị em ta rồi, trong lúc thị trường chúng ta có giảm sàn, em vẫn đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu đó, thì anh chị em chúng ta hãy chú ý nhỏ cổ phiếu chứng khoán cho em, vẫn còn điểm mua cho anh chị em chúng ta đấy. Anh chị hãy chú ý đến nhỏ cổ phiếu đó cho em, và phải gì, nắm giữ chặt những cái mã cổ phiếu nếu như anh chị em chúng ta có vị thế tốt rồi, đừng có buông ra quá là sớm khi mà cổ phiếu nó chưa bước vào nhịp tăng mạnh nhất đâu anh chị nhá. Khi cổ phiếu bước vào cái nhịp mà tăng nước rút ấy, nó còn mang lại cho chúng ta khoản lợi nhuận cực kỳ nhanh. Anh chị nhìn sang cổ phiếu CTR cho em này, con cổ phiếu như VTB này, anh chị nhìn chưa, khi nào anh chị em phải đến cái đoạn đây này, anh chị em ta cảm tưởng ấy, anh chị em ta mở mắt ra ấy, nó cứ này chân này, đây mới gọi là cái đoạn để chúng ta sẽ gì anh biết không, đây là đoạn chúng ta sẽ kiếm tiền. Còn bây giờ vẫn lờ vờ nhưng mà chưa ăn thua đâu nhá, anh chị chú xem bao giờ đến cái đoạn chân mới gọi là đoạn chúng ta sẽ kiếm tiền đấy, và chúng ta phải cầm những cái mã cổ phiếu đến thời điểm đó cho em được chưa anh chị. Đấy, tập trung vào những cái lớp cổ phiếu cho em, ít tập trung vào thị trường chung thôi. Bây giờ thị trường chung có chỉnh cũng là mua thôi, thị trường chung có tăng tiếp chúng ta cũng là những cái điểm chúng ta mua vào đúng không anh chị.
Đấy thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải gì tranh thủ cái tội này, đừng có nghe ngoài kia người ta lại 3 đỉnh, 4 đỉnh rồi 5 đỉnh. Em nghĩ là sau ngày hôm nay thì có khi có ông lại bắt đầu là phân kỳ âm, phân kỳ dương đây, lại đỉnh một đây, xong rồi lại đỉnh hai đây, xong rồi lại bắt đầu phân kỳ âm, phân kỳ dương loạn lên đấy. Anh chị em ta mà cứ nghe suốt ngày như vậy, anh chị em ta nhìn vào thị trường chung ấy, là anh chị em ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Và anh chị có công nhận với em một điều như sau, có phải là dọn vừa rồi cái thời điểm mua tốt nhất của tất cả các nhóm cổ phiếu chính là dọn đây, mà chính cái dọn đây là có rất nhiều zoom đội nhóm đã thoát ra khỏi thị trường, bởi vì người ta nghĩ thị trường sẽ sập mạnh, đúng không anh chị? Và thời điểm đó thì em lại báo anh chị trong cái hàng của em mua vào đến thời điểm tại thì những khoản lợi nhuận đã khoảng 25 đến 30%. Thế anh chị em ta nghĩ rằng là gì, bê thị trường nó sập ba cây sàn rồi chị, nó rất là khó để bây giờ bị lỗ ngược trở lại, nó mới là một điều khó đối với những cái mã cổ phiếu đó chị nhá. Đấy thì chúng ta gì, hãy tranh thủ đối thị trường hiện tại, đừng có nghe người ngoài kia người ta hô sập, chúng ta bán những cái mã cổ phiếu đi, thị trường đi lên nó không chỉnh nhiều đâu chị nhá. Đấy thì chúng ta hãy chú xem là cái xu hướng nó vẫn như vậy thì chúng ta sợ cái gì, được chưa? Đấy là cái điều mà em muốn nhắn lên cho em ta, chứ chúng ta cứ nhảy ra mua bán nhiều loạn xạ lên thì rất là mệt mỏi. Kể trong cái dung khách hàng của em thì cơ bản là em bảo anh chị là hãy tiếp tục nắm giữ rất nhiều những cái phiên dịch, không bao giờ bảo anh chị bán ra những cái mã cổ phiếu rung lắc ra sao, gần như vậy chị nhá. Đấy thì làm sao anh chị em ta rèn luyện cái tư duy và cái hướng đi đúng đắn thị trường. Kể trong những cái dung cộng đồng của em thôi, em vẫn nhắn là anh chị cứ giữ những cái mã cổ phiếu đi, chẳng có lý do gì chúng ta phải bán tại hiện tại. Càng bây giờ càng nhiều người chim lợn thì càng tốt, bởi vì người ta sợ thị trường, người ta không dám mua, thì chúng ta mới là những người thì có cơ hội để chúng ta mua những cái vùng giá tốt anh chị ạ. Còn trong những phiên tới, dòng cổ phiếu nào sẽ có thể mang lại cho anh chị em chúng ta những cây tăng trần tiếp tục, anh chị hãy chú ý tiếp tục cho anh em nhóm cổ phiếu chứng khoán nhé. Nhóm người chứng khoán đang đánh giá những cái mã cổ phiếu chưa chạy có thể sẽ là những cổ phiếu sẽ mang lại cho anh chị em chúng ta những khoản lợi tốt đấy, anh chị em ta phải tập trung chú ý cho, được chưa chị? Đấy thì chứng khoán còn những cái mã cổ phiếu nào anh chị em chúng ta có thể là chú ý, có thể là quan tâm được, được chưa anh chị? Những cái mã cổ phiếu như con cổ phiếu như AGR thì ngày nay nó phi ra khỏi vùng nền tảng giá đây thì thôi anh chị em ta bỏ qua nhé. Đấy chúng ta lẽ giải mua được ở đây, hay ngày nay nó mới vượt thì chúng ta có thể là mua được. Đấy như cách mà ngày hôm qua em chia sẻ với anh chị em chúng ta trên cái video đấy. Đấy còn những cái mã cổ phiếu nào mua được, đầu tiên em đề xuất với anh chị em ta là con cổ phiếu VCI nhé. Nhá. VCI thì anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy được, hiện tại con cổ phiếu VCI nó đang tạo ra một cái vùng nền tảng giá tiếp theo đây. Và anh chị nhìn thấy một đặc điểm tốt ở đây gì ạ? Nó đang có quá trình là nâng đáy dần, đang có quá trình là siết biên dần đây. Anh chị em ta có thể nhìn thấy chưa? Ngày hôm nay mặc dù nó có một trạng thái là bán ở ATC như vậy mà nhưng em đánh giá nó chẳng có vấn đề gì đâu. Khi mà nó có những cái phiên là test trở lại vốn rất là thấp rồi, ngày hôm nay vòng cung lên bên trên với cái vốn rất là cao rồi. Thì đối với mã cổ phiếu con VCI nhá, nếu như trong phiên dịch của ngày mai đi nhá, nếu trong phiên dịch của ngày mai con cổ phiếu VCI nó có một trạng thái là giảm nhẹ trở lại nhá, có thể giảm nhẹ trở lại hoặc là tăng nhẹ trở lại đâu nhá, nó tăng nhẹ trở lại bên trên mà cái vốn ngày mai của nó cực kỳ thấp cho em, là anh chị có thể là thăm dò trước một phần tỷ trọng ra, bởi vì em đánh giá là con này trước sau gì cũng sẽ đánh thôi chị, có thể ngày mai sẽ đánh ngay hoặc có thể là sẽ đi ngang lên một chút và sẽ đánh nhá, bởi vì nó đã có những quá trình anh chị nhá. Đấy thứ nhất này, test trở lại là vốn thấp chậm, ngày nay vòng cung lên vốn cao cho anh chị và nó bước qua của cái vùng ở đây nhá, nó sẽ phi rất là nhanh cho anh chị em ta đấy nhá. Đấy, anh chị em ta hãy chú luôn cổ phiếu VCI cho em trong những cái phiên giao dịch sắp tới, được chưa anh chị nhá? VCI là con cổ phiếu em thấy được rất là đẹp anh chị, và tự doanh con VCI cũng là tự doanh rất là tốt nhá. Thế anh chị em ta phải chú ý đến những cái mã cổ phiếu như vậy cho em, được chưa? Đấy là cơ hội, nó khác gì con cổ phiếu AGL trước khi nó phi ở đây đâu. Anh chị em ta nhìn thấy cái quá trình đây chưa, anh chị nhìn thấy đây chưa? Đấy anh chị em ta tiếp tục chú ý những con mã cổ phiếu như CTS cho em nhá. CTS ngày hôm nay nó vượt qua rồi nhưng với cái trạng thái nó chưa vượt bứt thoát ra khỏi vùng giá 39.3, 39.4 một cách hoàn toàn là thuyết phục, thì có thể trong những tới con cổ phiếu của con CTS nó sẽ có vận động là sẽ test trở lại chị nhá. Nếu như con cổ phiếu CTS mà nó có những vận động nó test trở lại cái vùng giá đâu đó khoảng 37.8 thôi nhá chị nhá, vùng giá khoảng 37.6 nhá, vùng giá 37.6, 37.7 là cái điểm mà anh chị em ta có thể là mua được, và sau cái điểm này em đánh giá nó sẽ đánh nhá, nó sẽ đánh đâu, trước sau gì con này cũng sẽ phải đánh đâu. Đó, ngày hôm nay nó có một trạng thái là vượt nhưng nó chưa vượt thoát đấy, thì có thể trong 2-3 phiên tới nó sẽ có trạng thái là sẽ test trở lại cái kênh ngày hôm nay vượt qua và sau sẽ đánh rất là cao. Thì đó là con cổ phiếu may chèm và vẫn còn cơ hội cho anh chị có thể chú được nhá. Đó là mã cổ phiếu của CTS, anh chị hãy chú xem trong những cái phiên giao dịch sắp tới, được chưa anh chị? Đấy, hay những cái mã cổ phiếu như con VX này chị. Đấy, VX thì nó vẫn đang tạo ra cái binding ngang đây, và nếu như con VX ấy, nó chỉ cần có một trạng thái là rũ bỏ trở lại vùng đáy bên dưới thôi, có thể sẽ rũ về vùng giá khoảng 20.2 bên dưới thôi là vùng anh chị em chúng ta có thể là mua được. Và trong hai phiên gần đây anh chị có thể nhìn thấy một điểm tốt đối với mã cổ phiếu VX ấy. VX ấy, nó có một trạng thái là vô tăng thấp đi rồi, đây là một điểm rất là tốt, và nó chỉ cần rũ trở lại vùng giá khoảng 20.2 thôi là vùng mua rất là tốt cho anh chị em chúng ta nếu như có đang muốn tìm kiếm điểm mua tiếp theo. Và con VIX ấy, nó đang có cái vận động là nó đang siết cái biên đây chị, đang siết cái biên đây anh chị nhá. Đấy, nó đang siết biên, nếu như chỉ cần test trở lại đó thôi là em đánh giá đấy là cơ hội anh chị em ta mua, chứ không phải chúng ta sợ nhá,
sau điểm đây nó có thể sẽ bật tăng lên tương đối là cao đấy. Thế anh em tại chú con cổ phiếu con VX với cho em nó chưa bật tăng, nghĩa là cậu anh em chúng ta mua, còn khi nó bật tăng rồi thì chúng ta mới bắt đầu hô hào và thì sẽ là quá muộn. Anh em phải chuẩn bị những kịch bản như vậy nhá. Hai con cổ phiếu của con ORS này, ORS thì em đang thấy được nó vận động cũng tương đối là tốt rồi. Với cái trạng thái này thì chắc nó chỉ cần chờ gió đông thôi. Nó bây giờ nó đang gặp vùng cản đây chị, anh chị nhìn thấy cái quá trình nó đang đi, nó gặp vùng cản đây đấy, thì khi gặp vùng cản đây thì nó có vận động là bị rũ bỏ trở lại. Sau quá trình rũ bỏ với hai phiên dòng tiền tổ chức tham gia đây, nó gom hàng anh chị, đây là hai phiên dòng tiền tổ chức nhá, thì nó có quá trình rũ bỏ xuống. Sau khi rũ bỏ thì anh chị nhìn thấy được nó có quá trình là nâng đáy liên tục đây, đáy thứ nhất hồi lên bên trên này, đáy thứ hai hồi lên bên trên này, đáy thứ ba vòng cung lên bên trên, và sau ba lần thì cái tỷ lệ nó bật tăng sẽ tương đối là cao. Và nếu như ngày mai con cổ phiếu con ORS nó chỉ cần vượt qua vùng giá 18.7 thôi nhá, giá 18.7 đây thôi, nó sẽ xác nhận với chúng ta rằng nó sẽ bước vào một nhịp sóng tăng rất là mạnh ở dạng phía sau. Và đối với cổ phiếu ORS ngày mai chỉ cần vượt qua khỏi vùng nền tảng giá tích lũy ở vùng giá khoảng 18.6 18.7 đây nhá, chúng ta sẽ view nó sẽ về vùng đỉnh cũ đây nhá, về vùng giá khoảng 20.5 bên trên. Và khi đó cái khoản lợi nhuận với anh em chúng ta có mua ấy, kể cả em tính từ vùng giá khoảng 18.5 lên đến cái vùng giá bên trên đó, nó sẽ mang lại cho chúng ta khoản lợi nhuận khoảng 57%. Em không nói nó kiểu nó quá cho anh em ta, anh chị cứ xem cho đến cuối sóng con cổ phiếu của ORS nó có tăng lên được vùng giá đó hay không anh chị nhá. Nhá anh chị em ta chú ra con ORS hiện tại em cũng đang thấy rất là đẹp rồi, có cái trình vòng cung lên rất là tốt đúng không anh chị, rất là tốt đây. Và chúng ta không thể nào chúng ta phủ nhận được nó đang vận động tích cực ở đây đấy, và nó chỉ cần gió đông thôi, tức là chỉ cần dòng tiền tổ chức tham gia thôi vượt qua một cái là thôi là anh chị em chúng ta sẽ xác nhận vào. Nên nếu như anh chị em chúng ta có quan tâm thì ngày mai nó chỉ cần vượt qua vùng giá 18.6 đây thôi, anh chị em chúng ta có thể là tham gia được. Và đó điểm mua cuối cùng cho anh chị em chúng ta nhé, điểm mua cuối cùng an toàn ấy, khi nó bứt thoát ra khỏi vùng nền tảng giá đây thì chúng ta sẽ càng ngày càng khó mua hơn, được chưa anh chị? Đấy, thế anh chị em tại chú trang. Còn những cái mã cổ phiếu như SHS thì hiện tại nó sẽ hơi khó cho anh chị em chúng ta, nhưng em đánh giá mã cổ phiếu của SHS ngày mai có khả năng nó sẽ vượt được qua cái vùng cản 20.7 đây để nó xác nhận bước vào cái nhịp sóng tăng tiếp theo. Và nó gần như là con cổ phiếu cuối cùng trong ngành cổ phiếu chứng khoán bước vào sóng rồi, trừ con cổ phiếu VND thì nó quá gọi là đáy xã hội trong ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ bỏ qua, nhưng cơ bản dòng chứng khoán sẽ bước hết vào sóng nhá. Và anh chị em chúng ta thấy được những cái điều em chia sẻ với anh chị em trước đây, khi nó mới chớm trong cổ phiếu chứng khoán từ cái nền tảng giá ngắn số 2 bước vào, và em đánh giá là sau là tất cả cổ phiếu chứng khoán sẽ bật tăng như vậy. Và đến thời điểm tại chị nhìn thấy được tất cả đã bật tăng như vậy rồi, đúng không anh chị? Và con cổ phiếu SHS tại vì sao em lại đánh giá ngày mai nó có khả năng bật tăng, bởi vì anh chị có thể thấy được nhá, sau khi nó có những cái phiên dòng tiền lớn tham gia đây thì nó đã có quá trình là đi lên bên trên này, tăng lên bên trên này, có quá trình là gì, thu hẹp dần biên độ, anh chị nhìn nhận cái biên độ nó thu hẹp này đấy, đang thu hẹp dần biên độ này đấy, và cái vô nó đang kiệt dần này đấy, thì ngày mai nếu tốt nó có thể hoàn toàn bật tăng được. Và anh chị em ta muốn nhìn rõ, anh chị mở chặt giờ cho em, anh chị đã nhìn thấy được cái quá trình nó siết cái biên đây, anh chị nhìn chưa đấy, nó sau khi nó có những phiên dòng tiền tổ chức tham gia đây đấy, được chưa, thì nó đã có quá trình là gì, siết dần cái biên độ đây, anh chị nhìn chưa. Đó lý do vì sao mà em đánh giá là ngày mai con cổ phiếu của SS nó có khả năng bật tăng để nó sẽ vượt qua cái nền tảng giá tích lũy ở vùng giá khoảng 19.7 và nó sẽ gì ạ, và vùng giá 20.7 nó sẽ bước vào con sóng nhá. Đấy, thì những cái mã cổ phiếu em đều cho anh chị trong cái dung khách hàng của em là có hết vị thế rồi, full tình trạng rồi, bây giờ chị ngồi im cho em, được chưa anh chị, đến khi em bảo bán thì bán đấy. Đấy là những cái điều mà rất là tuyệt vời trong cái dung khách hàng của em, hay kể trong cộng đồng. Nếu anh chị đã mua được con cổ phiếu SS theo em ấy thì hiện tại khoản lợi nhuận khoảng 8% rồi, 8% nó quá là yên tâm rồi, bây giờ có một sàn một cây có vấn đề gì đâu, đúng không anh chị? Đấy là dòng cổ phiếu đầu tiên nhá. Tiếp theo là dòng cổ phiếu mà anh chị em có thể là chú ý được, như bên sẽ phân tích con cổ phiếu GEX cho anh chị em ta nhá. Đấy, dòng cổ phiếu GEX như anh chị em ta đang chê nó yếu đúng không chị, thì con cổ phiếu GEX nếu như anh chị em ta nhìn kỹ, cái vận động của nó đang là vận động test hai đáy trong nền, tức là đây là đáy thứ nhất này chị em, đây là đáy thứ nhất này, đây là đáy thứ hai này, anh chị nhìn chưa, đây là đáy thứ nhất này hồi lên này, đây là đáy thứ hai, anh chị nhìn thấy ạ, nó giống như con cổ phiếu AGR đây chị này, anh chị nhìn rõ cái bản chất cho em, nó chính là cái quá trình ở đây anh chị nhá, đáy thứ nhất này hồi lên này, đáy thứ hai này sau đó bật tăng. Thì hiện tại con cổ phiếu của con GEX nếu như anh chị ta mở cái chặt giờ, anh chị ta sẽ nhìn rõ nhá, anh chị mở chặt giờ anh chị đã nhìn rõ này, nó có phải đây là đáy nhất không ạ, đây anh chị nhá, đây là đáy thứ nhất này hồi lên này, đây là test đáy thứ hai chưa, đấy anh chị nhá, nó test đáy thứ hai đấy, và quá trình test đáy thứ hai này nó chỉ cần có một cái trạng thái là bắt đầu vòng cung lên bên trên là nó sẽ xác nhận vào nhịp tăng tiếp theo, anh chị nhìn chưa? Đấy, nên anh chị em chúng ta làm sao chúng ta phải nhìn rõ cái bản chất vận động con cổ phiếu GEX cho em. Hiện tại nó đang vận động đi nền giá đây thôi, và anh chị em chúng ta cũng phải hết sức là kiên nhẫn đối mã cổ phiếu GEX. Cái việc mà chúng ta đang bị thất vọng quá nhiều bởi vì chúng ta đang kỳ vọng quá nhiều vào nó. Và nếu như anh chị em ta nhìn một cách đúng về mặt kỹ thuật thì nó đang vận động đúng theo những cái gì mà nó phải vận động đúng không chị? Nó không có gì xấu đây. Và anh chị nhìn thấy trong cái quá trình đi nền giá đây, cái điểm tốt là gì ạ? Cái khối lượng liên tục con cổ phiếu GEX đã có một trạng thái là cạn kiệt đây.
và khi khối lượng cạn kiệt trong quá trình đi nền giá siết nền giá thì đây là một vận động rất là tốt và nó chỉ cần gì, chỉ cần có một điểm vòng cung trở lại thôi thì đánh giá đánh rất là cao nhá. Và nếu như nhá, nếu như thực sự điên có thể ngày mai sẽ kéo ngang. Anh chị nhìn cho con cổ phiếu G bây giờ này, anh chị nhìn con cổ phiếu G bây giờ đây, anh chị có thể nhìn thấy nó giống như những phiên đây không ạ? Sau khi nó có quá trình là tăng lên này, nó sẽ có những phiên nó đỏ trở lại, hay có những phiên đỏ trở lại đấy, đỏ trở lại gì nhá, đấy nó cứ đỏ trở lại và ngày hôm sau nó sẽ kéo ngay, đấy nó sẽ đéo kéo ngay đấy. Thì đối với mã cổ phiếu OVX ngày mai nó có biết đâu đấy nó mà điên, nó có thể làm ngay câu chuyện là đầu phiên nó sẽ giảm chút và sau nó sẽ kéo ngay lên bên trên, và nhà đầu tư chúng ta chê yếu ngày mai có khi lại khen nó là cổ phiếu mạnh được chưa chị. Còn nếu như anh chị em chúng ta muốn mua nhá, anh chị em hãy chờ kịch bản như sau cho em. Chẳng hạn như con cổ phiếu OVX ấy, nó có một trạng thái tiếp tục giảm cho em đấy, nó tiếp tục có một trạng thái giảm xuống bên dưới cho em, ngày mai có thể nó sẽ giảm tiếp về vùng giá khoảng 24.5 đây, thường nó sẽ test về cây đỏ đây chị nhá, đấy. Và sau đó nó có một phiên nó bắt đầu vòng cung trở lại đây chị, anh chị em mua cái phiên đó cho em, và phiên sau phiên đó khả năng nó bật tăng sẽ rất là cao, nó giống như con cổ phiếu DPG đây chị nhá, nó giống như con DPG đây, anh chị nhìn thấy cái phiên giao dịch ngày hôm nay con cổ phiếu nó giống như phiên đây không ạ, nó giống như phiên đây không ạ, đấy hai phiên đây, con cổ phiếu nó giống như đây không ạ, nó giống như hai phiên đây không ạ, ngày mai con cổ phiếu nhá, nếu như con cổ phiếu DPG nó không giảm, nó không không kiểu giảm trong cả phiên mà nó có thể rút chân đấy, đầu phiên nó giảm và cuối phiên nó xanh nhẹ lên bên trên đấy, thì có thể trong phiên sau đó sẽ đánh giống như con cổ phiếu DPG đây, và đó chính là điểm anh chị em sẽ gia tăng, và chúng ta có gì phải chơi sách con cổ phiếu vết đây anh chị nhìn chưa, đây đây là thứ nhất này, hồi lên này, cái đáy thứ hai này, vòng cung lên trở lại này, anh chị nhìn chưa, vòng cung lên trở lại và sau đó là một cây đánh rất là mạnh, anh chị nhìn chưa, đấy anh chị nhìn con DPG nó giống như đây không ạ, đấy thì ngày mai con cổ phiếu vết nó đề đáy thứ nhất này chị ạ, vòng lên này, đáy thứ hai ngày mai chỉ có một trạng thái đầu phiên nó giảm và cuối phiên nó xanh đây thôi, thì có thể là phiên sau sẽ đánh nhá, anh chị em hãy chú ý nha. Đối mã cổ phiếu GX nó không hề xấu, nó đang là những cái vùng nền tảng giá tiếp theo để nó hấp thụ cái lưng cung ở vùng giá khoảng 25-26 đây thôi. Khi hấp thụ xong đây nó phi lên thì nhà đầu tư chúng ta cũng không đủ thịt đâu. Thế anh chị em hãy chú ý, đây là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ quan sát cho em, đừng chơi chị. Đấy. Hay dòng cổ phiếu hóa chất, anh chị em ta nhìn con DCM cũng đang tương đối là đẹp theo em đánh giá như vậy. DCM thì sau khi nó có trạng thái là rơi xuống này chị. Đấy, gãy xuống này, có trạng thái vòng lên này, test đáy nhất này, test đáy thứ hai này. Ngày hôm nay là test tuần thứ ba và chúng ta nhìn thấy điểm tốt đối mã cổ phiếu DCM ấy, là cái vô nó bắt đầu cải thiện đây rồi, thì có thể ngày mai chúng ta sẽ kỳ vọng con cổ phiếu DCM sẽ có một trạng thái bật tăng qua đây, và nếu như con cổ phiếu DCM ngày mai nó chỉ cần vượt được qua cái cản chéo đây thôi nha anh chị nhá, nó chỉ cần vượt qua cái cản chéo ở cái vùng giá đâu đó khoảng 36.6-36.7 thôi, thì em đánh giá là con này sẽ xác nhận bước vào một cái trend tăng thực sự là mạnh của nó ở đoạn phía sau đấy. Anh chị em hãy chú ý con cổ phiếu con DCM cho em nhá, khi mà nó có quá trình liên tục nâng đáy đây rồi, một đáy anh chị ạ, hai đáy chị nhìn chưa, anh chị nhìn thanh ba chưa, giảm này hồi này, test lần thứ hai này, lần thứ ba test này, vòng lên đúng không, đang nâng đáy liên tục rồi đấy, thì nếu tốt ngày mai sẽ bật tăng tương đương là cao anh chị nhá. Đấy, hay một cái dòng cổ phiếu khác mà em thấy nó đang vận động tương đương là tốt, anh chị em ta có thể chú ý được, đó dòng cổ phiếu của bất động sản công nghiệp với những cái mã cổ phiếu như con ship anh chị nhá. Con cổ phiếu ship này em đánh giá là có thể trong phiên ngày mai con này sẽ tăng rất là cao. Tại vì sao lại như vậy thì anh chị có thể thấy được, sau khi nó có một phiên dòng tiền vào đây, nó có một phiên là rút bỏ đây đấy, dòng tiền vào này rút bỏ chưa, rút bỏ những nhà đầu tư đu bám đây chưa, sau khi rút bỏ xong nó có quá trình là tiếp tục test trở lại cái cây đó ở lần thứ hai đây anh chị chưa, và lần thứ hai chúng ta nhìn thấy được cái khối lượng nó bật thấp chưa, sau đó tiếp tục nó có một phiên hồi lên bên trên nhá, và đến ngày hôm qua nó có một phiên test tiếp tục và cái vô lại tiếp tục kiệt, tức là ba phiên test liên tục với cái đáy thấp dần nhưng cái vô nó lại kiệt dần, chúng cho thấy là cái lực cung ra rất là thấp, và ngày hôm nay nó bắt đầu vòng cung lên bên trên với một cái phiên đóng cao nhất và khối lượng rất là thấp đây, thì chúng ta có thể kỳ vọng ngày mai con cổ phiếu con SIP những con ship ấy nó bật tăng sẽ rất là cao trong ngành bất động sản công nghiệp đây, anh chị có thể nhìn thấy chưa, đấy con này thì cái khối lượng giao dịch của nó không quá là nhiều, nhưng chỉ có 300.000 cổ phiếu một phiên giao dịch thôi, nên chị em chúng ta dành cho anh chị em ta có những cái vốn nguồn vốn nhỏ thôi, nhưng em đánh giá con cổ phiếu ship là con cổ phiếu rất dễ ngày mai nó sẽ bật tăng đây, và chúng ta nhìn thấy cái vận động nó chưa, em đã phân tích cho anh chị em là rất kỹ cái vận động rồi đấy anh chị nhá. Đấy con cổ phiếu của con ship hay là con cổ phiếu DTD ngày nó bắt đầu vòng cung lên rồi anh chị nhá, DTD bắt đầu vòng cung lên bên trên rồi, bắt đầu có những phiên mùi tiền rồi, thì đối mã của phiếu DTD thì có thể ngày mai nó sẽ đánh tương đối cao, chị em ta có thể chú ý con phiếu DTD đáy một anh chị này, đáy thứ hai này, đấy bắt đầu vòng cung ở lần thứ ba rồi, dòng tiền bắt đầu cải thiện rồi, thì có thể ngày mai con này sẽ bắt đầu test trở lại vùng giá khoảng 31.x bên trên nhé chị nhá. Và nếu như ngày mai con cổ phiếu con DTD mà nó chỉ cần đánh trần thôi là con này xác nhận bước vào nhịp sóng tăng tương đối là cao đấy. Hay những cái mã cổ phiếu như SSC này, anh chị em ta đang chê nó yếu quá chị, nó không hề yếu đâu, nó có quá trình là kiệt vô rồi chị chậm, kiệt vô rồi, và đây là đáy này, một đáy này, hai đáy này, đây là đấy thứ ba rồi, ngày mai con cổ phiếu con SSC nó chỉ cần bắt được vòng cung lên bên trên thôi là anh chị em ta mua thì em đánh giá rất an toàn thôi, và khả năng nó bật tăng sẽ rất là cao nhá. Đấy, và chúng ta nhìn sang chart giờ của nó ấy.
Chắc giờ con cổ phiếu con SAC đang rất là tốt rồi. Đấy, anh chị em đại chú cho nhá. Trong phiên giao dịch của ngày mai, giống cổ phiếu bất động sản công nghiệp đánh giá là sẽ cho chúng ta những điểm mua tốt đấy, thì anh chị em đại chú nhá. Đấy, nó test đáy một, test đáy hai, test đáy ba, test xong nhá, nó vòng lên đấy là chúng ta không đuổi kịp đâu. Anh chị em đại chuẩn bị cho em nhá. Hay những cái mã cổ phiếu khác như con cổ phiếu con PHD em thấy cũng đang rất là ok này anh chị này. Đấy, đang đi cái nền giá đây, đang siết cái nền giá này, đáy một này, ngày mai test lại đáy hai này. Đấy, ngày mai chỉ cần xanh nhẹ thôi là con này đánh sẽ rất là cao đấy, anh chị nhìn thấy nhiều cơ hội chưa? Đấy, em chia sẻ với anh chị em ta. Hay những cái mã cổ phiếu như LHG này, đấy nó cũng đang rất là tốt này, nhưng mà cái nền giá nó hơi ngắn ngày nay, anh chị em ta mua thì nó sẽ là tốt nhất anh chị nhá. Hay là một cái nhóm cổ phiếu khác là nhóm cổ phiếu của đầu tư công. Nhà đầu tư công thì anh chị em nó có thể chú ý những cái mã cổ phiếu như VCG đây. VCG ấy, nó đang có một quá trình là đáy, test đáy một đáy này, hai đáy này, đây là đáy thứ ba. Nếu như ngày mai con cổ phiếu VCG mà nó có trạng thái là đóng cao nhất đấy, anh chị em cho cũng có thể thăm dò được. Và sau đó thì khả năng con cổ phiếu VCG nó đánh tương đối là cao. Đấy nhá chị nhá. Đấy là những cái mã cổ phiếu như CTD chị nhá. CTD ngày hôm nay nó là một phiên test trở lại thôi anh chị nhá. Sau khi vòng lên này, test trở lại này, cái vô nó kiệt dần chị ạ. Đấy, ngày mai con cổ phiếu con CTD nó chỉ cần có một trạng thái là bắt đầu xanh nhẹ đây thôi là anh chị em chúng ta mua, em đánh giá nó khá là an toàn và kỳ vọng sẽ bật tăng ở đây. Đó, nhìn chung là các cái nhóm cổ phiếu đang có quá trình là siết lại cái biên, em đánh giá tương đối tốt rồi và chúng ta có thể là chú ý được anh chị nhá. Đấy, bất động sản thì chúng ta sẽ có những cái mã cổ phiếu như sau. Đấy, những mã cổ phiếu như sell như anh chị em chúng ta đang hỏi anh chị, nhưng với một cái nền tảng giá đang dao động tương đối là lỏng đây thì mã cổ phiếu sell nếu như ngày mai chị á, nếu như con này mà nó test chạy sâu hơn một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Chẳng như nó có quá trình là rũ mạnh xuống dưới này về vùng giá khoảng 22.5, em đánh giá đây là vùng anh chị em ta bắt đầu mua được mã cổ phiếu sell rất là tốt rồi chị em, rất là tốt nếu như ngày mai nó có một quá trình là nó test trở lại giờ đó. Còn không, ngày mai mà nó làm được câu chuyện như sau này, ngày mai nó có một cái cây test nhẹ đây cho em cũng được nhá, một cây test này bắt đầu xanh rồi đây, đấy xanh nhẹ đây là ok. Ngày mai xanh nhẹ với cái vô thấp là anh chị em ta có thể mua được con cổ phiếu con sell và sau đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ bật tăng ở đây nhá. Đấy, con cổ phiếu sell ngày mai chị có thể chú ý được. Hay mã cổ phiếu DG này, đấy DG này chị em chú có thể nhìn thấy được là ngày hôm nay nó chỉ là một phiên bán test trở lại thôi. Đấy, ngày mai con cổ phiếu con DG này mà nó chỉ cần xanh ở đây thôi, em nghĩ là sau đó sẽ đánh rất là cao nhá, đánh sẽ rất là cao, nó giống như con cổ phiếu SMC đây chị, nó giống như con cổ phiếu SMC đây. Đấy, ngày hôm nay con cổ phiếu con ngày hôm nay con cổ phiếu con DG nó giống như cái phiên đây nhá, nó giống y như cái phiên gì ở đây chị. Đấy, thấy chưa, ba phiên gần đây giống nhau chưa, ngày mai chỉ cần một cái rút chân thôi là ngày hôm sau sẽ đánh. Đấy, con cổ phiếu DG anh chị có thể nhìn thấy cho em, hiện tại nó cũng rất là giống đây đúng không ạ? Đây đây. Đấy, chị nhìn thấy giống chưa? Rất là giống đúng không chị? Đấy thì DG ngày mai chỉ cần có một trạng thái là xanh, rút chân xanh lên bên trên thôi, anh chị có thể mua được và sau đó sẽ kỳ vọng một cây bật tăng đối với mã cổ phiếu của DG trong những cái phiên giao dịch tiếp theo. Đấy. Đấy là những cái mã cổ phiếu mà anh chị em chúng ta có thể là quan sát. Hay mã cổ phiếu PR, nếu anh chị có hỏi mua lấy không thì quan điểm của em thì em vẫn đang đợi con PR nó test trở lại cái vùng này cho em đã. Nó có, nếu như nó có những cây rũ mạnh xuống bên dưới, nó test về vùng giá khoảng 30.8, 30.7 là vùng giá em sẽ bắt đầu cân nhắc em mua cổ phiếu PR đây anh chị nhá. Đấy, thì anh chị em tại chú xem. Đấy, nhìn chung là trên thị trường chúng ta hiện tại các cái mã cổ phiếu đang cho chúng ta điểm mua, nhưng nó có thể là những điểm mua cuối cùng trước khi thị trường có thể là bước vào một nhịp tăng tốc mạnh, và nếu chúng ta không chấp thời cơ nhanh thì anh chị em có thể bỏ lỡ cả cái nhịp sóng ở dọn phía sau. Thì anh chị em chúng ta hiện tại cũng chưa biết nên giải ngân ra sao, mua những cái nhóm cổ phiếu nào và anh chị thấy cái phương pháp đầu tư của em phù hợp thì anh chị em có thể là liên hệ để tham gia với chúng khách hàng của em. Nếu như chị có tài khoản tại VPS hoặc TCB, anh chị có thể là nhắn đi với em. Mai chị em chúng ta có thể là tham gia thì tức là hội viên thu phí anh chị nhé. Mai chị em chúng ta nhớ like video cũng như nhớ đăng ký kênh nếu như chị biết đến kênh của em lần đầu tiên. Mai chị em chúng ta có thể là tham gia vào Zoom cộng đồng của em, thì em có hai đường link cộng đồng, một là bên dưới cái phần mô tả video có để hai đường link đây anh chị có thể nhìn thấy được, hai là anh chị em chúng ta có thể tham gia bên dưới phần bình luận của video đây. Và anh chị em chúng ta nhớ cho em là anh chị em chúng ta anh chị em ta nhớ nhập mật khẩu 256, hoặc là anh chị em chúng ta trả lời đúng câu hỏi thì em sẽ duyệt anh chị em chúng ta tham gia vào những cái Zoom khách hàng của em, Zoom cộng đồng của em anh chị nhé. Và anh chị em chúng ta nhớ like và nhớ đăng ký kênh nếu như chị biết đến kênh của em lần đầu tiên. Và anh chị em đang có nhu cầu ứng tuyển nhân sự tại công ty chứng khoán VPS thì anh chị em chúng ta liên hệ với em nhé, và xem cái video chi tiết trên kênh của em có ghi phần đầu tiên ở phần trang chủ của em đấy, thì anh chị có thể là tham gia. Đấy, có nhiều anh chị xem kênh của em một thời gian thì cũng thay đổi tư duy anh chị này. Đấy, danh mục toàn mã họ tư vấn đây anh chị nhé, đây không phải là những cái tài khoản gì đâu, những anh chị tham gia đây đấy, một mã 17% là mã 10%, cứ giữ chặt chặt đấy chị thấy chưa. Đấy, tức là làm sao chị xem kênh của em anh chị thay đổi một cái tư duy như vậy thôi là cái điều mà tuyệt vời nhất em mong muốn nhận được khi anh chị xem kênh của em, và em mong muốn sau này nhiều anh chị mới biết kênh của em nữa anh chị cũng làm được như vậy. Anh chị hãy ôm chặt những cái mã cổ phiếu cho em, đừng bán quá là sớm, thì chúng ta mới có khoảng như từ 50% trở lên đúng không chị. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ những khoản nhỏ và chúng ta phải có những sự kiên định chúng ta nắm giữ anh chị nhá. Đó là cái điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn chị và chúc anh chị em chúng ta sẽ có những cái phiên giao dịch tiếp theo gặp nhiều may mắn chị nhá.